hướng đến chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng chủ đề Tháng Thanh niên tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước, Trường Đại học Đại Nam phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2018. Giọt hồng Đại Nam năm 2018 đã thu được hơn 400 đơn vị máu, góp một phần vào việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân và tăng cường lượng máu dự phòng quốc gia. Đồng thời, chương trình còn góp phần tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường về giá trị nhân văn cao cả và tinh thần trách nhiệm.